Mến chào tất cả mọi người. Và vừa qua thì tài có nhận được một số dòng comment rằng những khán giả yêu cầu làm video chia sẻ về cái cách mà tải nhạc vào USB cho những chiếc mixer Midas và X32 này có thể đọc được. Và hôm nay thì tài sẽ gửi đến tất cả những khán giả của mình một cái video clip về cái cách tải nhạc cho những cái chiếc mixer X32 và M32 của hãng Midas. Rồi, bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và theo dõi video. rồi bây giờ thì à, tài xin mời mọi người vào xem à, bên trong màn hình của máy tính thì ở đây tài sẽ sử dụng cái trình duyệt cốc cốc và tài đã để sẵn ở đây một cái trang của phần mềm chat audio và đường link download của phần mềm này tài cũng đã để ở bên dưới phần mô tả của video này mọi người cứ click vào cái link đó để dẫn đến cái trang để chúng ta tải cái phần mềm này xuống và mọi người lưu ý thì có rất nhiều phần mềm để con vật để chúng ta giải nén cái tập tin cho chiếc mixer X32 chứ không phải là riêng một phần mềm chat audio này nhưng mà vì chia sẻ video tài sẽ lựa chọn cái nào mà nó nhanh nhất để mà làm thời gian cho nó ngắn gọn và mọi người cũng lưu ý thêm vấn đề rằng không phải chiếc mixer X32 mà nhà sản xuất sản xuất nó ra nó kén file nhưng rằng nhà sản xuất tích hợp cho nó bởi vì nó còn liên quan đến cái chức năng thu âm và nó thu âm với một cái định dạng rất là chuẩn rất là cao định dạng quay nhưng mà cái kilobyte nó phải thật là cao cho nên không phải rằng nó kén mà bởi vì nó đọc đúng theo cái định dạng của nhà sản xuất đã thích hợp cho nó. Thì tại vì mọi người không có để ý kỹ chứ nếu như chúng ta chỉ việc uh, thu âm một đoạn thử ở trên cái mixer đó và lấy cái file đó đưa về bên trên máy tính và chúng ta list vào cái chi tiết của cái file đó để chúng ta xem về cái kilobyte thì mọi người cũng sẽ giải nén cho nó đọc được mà thôi. Rồi thì trên cái phần mềm này trên màn ảnh bây giờ thì mọi người sẽ thấy đây là cái uh, trang của phần mềm chat audio thì tài sẽ nhấn vào cái mục download thì cái bản này có một cái bản trả phí nữa mọi người nha phần mềm này nè có một cái bản trả phí nữa nhưng mà ở phía trên này chúng ta sẽ có cái mục chat audio 8.1.7 bản basic và free rồi thì bây giờ mọi người chỉ việc nhấn vào cái guest basic để chúng ta tải cái phần mềm này xuống rồi nhìn bên góc trái đang tải đây ha thì trong thời gian cái phần mềm này đăng tải tại cũng chuẩn bị sẵn một cái trang chia sẻ nhạc và ở đây À, thì cái bài hát này à, Tài đang để sẵn ở đây là Buồn làm chi em ơi nhưng mà không thể phát bài này lên được Vì à, liên quan đến vấn đề bản quyền Mong mọi người thông cảm Thì Tài chỉ demo để mọi người thấy và mọi người sẽ làm được thôi Rồi thì ở à, đây chúng ta sẽ nhấn vào cái mục download Và ở đây mọi người để ý kỹ Link tải nhạc MP3 128kb à, Bài này thì khi mà giải nén thấp nhất ở cái định dạng MP3 thì hết có 4,22m sau đó tăng lên một chút xíu nữa đó lên đến là 320 KB thì sẽ là 10,46 m và cao nữa là lên đến, đến M4A 500 KB thì lên đến 12,15 MB. Thì mọi người nên chọn những cái bài nhạc mà nó có chuẩn ừ 500 KB như thế này để chúng ta tải về giải nén ra quay. Sau khi rải giải nén ra quay nó còn cao nữa. Nhưng ở đây thì tài sẽ chọn MP3 320 đi để cho cái thời gian nó tải nhanh hơn vì video nó sẽ bị kéo dài đó thì bây giờ đang tải cái bài này xuống rồi đã được tải xong đã tải xong rồi thì bây giờ tài sẽ vào bên trong chỗ download rồi hai cái file chúng ta tải về đây buồn làm chi em ơi hoài lâm và cái uh, phần mềm set audio rồi cái vấn đề cài đặt này thì chắc chắn mọi người sẽ biết rồi ha mọi người cứ xem theo trên màn hình đây tài sẽ cài đặt cái phần mềm set audio này chờ cho nó load đây là cái giao diện ban đầu sau khi chúng ta mới bắt đầu cài đặt cái phần mềm chat audio và bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào net rồi chúng ta tiếp vào cái ô đánh dấu ở phía trên này mọi người nha đó để chúng ta chọn net tiếp net 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 cứ chúng ta cứ nhấn tới tới rồi thì đây đang cài đặt rất là nhanh luôn thì sau khi cài đặt xong thì sẽ dẫn đến cái website này chúng ta tắt nó đi rồi bây giờ thì à, Tài sẽ mở cái phần mềm này lên. Thì à, giao diện lúc đầu mới mở. Ở đây chúng ta phải nhấn vào OK. Rồi à, nó hiển thị ra rất là to như thế này. Cái này thì chúng ta tắt đi. Và mọi người nhìn ở phía bên à, góc phải của màn hình. Nó có một cái ô on off ở chỗ này. Đây mọi người nha. Có một cái ô à, hình vuông on off. Thì mọi người để chụp vào đây. Nó sẽ hiển thị cái chữ là on off ở đây lên rồi mọi người nhấn vào cái ô đó một cái để cho cái phần mềm thu nhỏ trở lại đó thu nhỏ lại cái phần mềm như thế này rồi ở đây tài sẽ nhấn vào cái media Đó, cho nó gọn lại luôn cái bài nhạc này cái cái này cái phần download nè để đây đi đó đây là cái giao diện của cái phần mềm rồi thì phần mềm này có thể phát nhạc được các thứ tài vẫn đang sử dụng à, để à, liên quan đến việc tác nhạc à, test nhạc đủ thứ các kiểu hết á nhưng mà ở đây thì à, mọi người chỉ cần nhìn vào ở đây có một con vật ha nhấn vào cái con vật này đó nhấn vào con vật nó sẽ hiển thị ra một cái bảng như thế này thì ở đây uh, có cái mục là Albert format nè đó thì mặc định sẵn nó sẽ là way nhưng cái sau khi chúng ta giải nén ra cái way này á đưa vào chiếc Mixer vẫn không đọc rồi mọi người sẽ thấy ở bên này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ là config nhấn vào cái cửa sổ config này rồi chúng ta nhấn vào select for, uh, select way format thì nhấn vào cái chỗ này thì mọi người sẽ thấy là format là BCM và cái bit ra là 4 44.100 kHz 16 bit CT thì 172 kb trên dây thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ nhấn rộng nó ra nữa ở đây mới là cái dạng quay mà trung bình thôi chiếc Mr. X32 vẫn không đọc cái định dạng quay này mà mọi người phải mở rộng ra nữa đó thì trong đây có rất là nhiều thì mọi người chọn cho tay cái dòng là 48.000 uh, kHz nha mọi người nhớ kỹ là cái dòng 48.000 kHz 16 bit CT và tốc độ là 187 kb trên dây chọn cái dòng này đó là dòng cao nhất rồi sau đó nhấn OK rồi chúng ta tiếp OK và ở đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ sau khi nó giải nén xong chúng ta sẽ lưu ở đâu thì bây giờ mọi người sẽ tích vào cái ô dòng dưới này đó thì ở đây nó sẽ được uh, mặc định là lưu vào máy đúc thì chúng ta mở rộng ra tài sẽ lưu nó về máy music rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bài nhạc lúc nãy mà chúng ta download được thả vào đây thả vào cái ô bên trong này mọi người nha đây tài sẽ nắm cái bài buồn làm chi em ơi nè đưa vào đây rồi ok thôi bây giờ chúng ta chỉ việc uh, nhìn vào bên đây có cái nút star nhấn vào cái nút star này rồi máy đang làm mọi người sẽ xem đây À, cái input đầu vào của chúng ta lấy vào là input nè đó là file chấm m3 thấy không và cái output sau khi làm ra thì sẽ là chấm quay. hiển thị là đuôi quay nhưng mà cái quay nãy tài vừa chia sẻ cái thông số với mọi người đó, thông số cao nhất nha rồi mọi người chờ sau khi giải nén xong rất là lẹ thôi phần mềm này làm rất là lẹ và âm thanh rất là mượt mà rồi ok ở đây thì tài sẽ chọn là no rồi Tài sẽ mở ra cái phần music mà lúc nãy chúng ta đã chọn là main music đó. Đây, cái bài nhạc buồn làm chi em ơi được nằm ở đây. Buồn làm chi em ơi. Và mọi người muốn biết được kỹ thì bây giờ chúng ta cứ lít cái chuột phải vào cái bài nhạc này ha. Hồi nãy mọi người thấy là lên cái bài này bây giờ chúng ta tải giải nén ra xong nó lên đến là 49,9 m Rồi bây giờ Tài sẽ so sánh cái bài MP3 lúc nãy khi chúng ta download được đây cái bài mp3 này chỉ có 10,4 m mà sau khi chúng ta giải nén ra quay này đó lên tới 49 cho là 50 m luôn rồi lít chuột phải vào chọn mục cuối cùng để mọi người xem tất cả những cái chi tiết cái thuộc tính của cái bài nhạc này ha thì à, nó cũng rất dễ thì sau khi mà mọi người thu âm thử trên chiếc mixer đó lấy ra ngoài chúng ta cũng lít chuột phải và chúng ta xem như thế này nè đó biết ra nè 1536 KB. này 1536 KB. Thì cái chiếc mixer này sau khi nó thu âm ra được nó cũng ra như thế này đây. Nó nó cũng hiển thị cái chỗ cái bit đầu ra như thế này nè. Đó. Rồi các cái cái phần chúng ta xem là chúng ta xem ở đây. Đó rồi. Thì bây giờ à, bắt đầu thử ha mọi người nha để à, tại sẽ chép cái bài nhạc này vào bên trong cái USB. Bây giờ thì à, Tài sẽ mở cái disk PC ra Và đây là cái USB 16GB Và tối thiểu của chiếc mixer này thì chỉ có đọc được đến USB 16GB thôi mọi người nha Chứ chúng ta đưa 32 vào là sẽ không đọc Rồi, và lưu ý chúng ta nên chọn cái USB, mua cái USB nó có giá trị chút xíu Không nên mua những cái dạng USB quá rẻ à, mix, uh, Mua những cái USB quá rẻ thì chúng ta chỉ có thể để tải dữ liệu này nọ trên máy tính thôi chứ còn để mà làm trên chiếc mixer này mà nó mượt mà trơn tru thì không thể được bởi vì những chiếc mixer những cái chiếc uh, usb giá rẻ thì nó cái nó nó hay gọi là nó hư thích hư lúc nào nó sẽ hư lúc nấy rồi thì uh, cái định dạng này hôm bữa tại cũng có chia sẻ rồi nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ lại chúng ta format nhấn vào format và ở đây định dạng sẽ là fat 32 Chứ nếu bây giờ mọi người đưa sang mà NTFS này á, thì chiếc mixer sẽ không đọc nha Đó, nó sẽ không hiểu được vì cái đây là cái định dạng nó cao hơn nữa Ở đây chúng ta chỉ để định dạng là FAT32 và nhấn Start Ok Chờ cho máy format xong Ok, close Rồi thì đơn giản thôi, bây giờ chỉ lấy cái bài nhạc này bỏ sang Buồn làm chi em ơi Buồn làm cái gì em ơi Rồi ok bây giờ Tài sẽ quay ra chiếc mixer để mời mọi người cùng xem nhé Và đây chính là cây USB mà Tài đã sử dụng để làm trong video clip này Thì đây là cây USB 16GB Mà đã được chép cái file nhạc vào bên trong rồi Thì Tài vẫn khuyên mọi người là nên lựa chọn cây USB mà nó có giá trị chút xíu Để cho chúng ta không có phải Bị cái vấn đề mà đi mua về rồi sử dụng không được. Rồi bây giờ tài sẽ cắm cái USB vào. Rồi, bên trong màn hình đã hiển thị đã nhận được cái một cái bài lúc nãy mà tài đã chép vào. Đó, buồn làm chi em ơi. Rồi thì bây giờ nhấn play mọi người nha. Đó. Đọc rồi thấy không? Rồi tài sẽ đưa mixer đưa máy quay ra xa thì mọi người sẽ thấy được cả cái dãy đèn trên USB nó đã được chớp rồi ha. Thì chớp như vậy là đã phát nhạc rồi. Bây giờ tài đã đẩy lên để mọi người thấy cái đèn men nè Đó Đèn men led ra phía trên đã được chớp Rồi như vậy thì vừa qua tài vừa chia sẻ đến với tất cả mọi người một cái video clip Về cách chúng ta giải nén tập tin cho chiếc USB Để có thể đọc được trên các cái dòng mixer của hãng Midas và hãng Pedinger và mọi người lưu ý thì hãng Midas và hãng Panengger và hãng Midas thì sẽ là mixer M32 và hãng Panengger sẽ là mixer X32 thì đều sẽ sử dụng chung một cái định dạng nhạc y như trong video clip này mà tài đã chia sẻ cùng với tất cả mọi người và hôm nay thì tài đã chia sẻ đến mọi người video clip này xong thì tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả mình vào những video clip lần sau xin thân mến chào tạm biệt